khác hẳn luôn. Dạ. Tự tin hơn. Dạ vâng, tự tin hơn, đi đứng sạch nhẹ nhàng hơn và đầu mặt thoải mái hơn. Dạ. Cảm ơn. Dự kiến nhưng mà có cơ hội quay lại sau đi. Cảm ơn. Là lưng tôi đi rất là thòng. Dạ. Nhưng mà nay tôi điều trị ở bệnh viện này như thế là 5 ngày. Dạ. Chuyên đi trên sâu và lại. Cái đây mà chúng tôi hiện nay có đau. Nhưng mà được thời gian mà chạy ra phải không khả thì là chúng ta cũng tắm ở những cái đường về nhà. Dạ, và khi mà chị đến với phòng khám Tích Medical, điều gì mà chị thích nhất ở đây? Thứ nhất là các bác sĩ nhiệt tình, đồng ý là đã bớt được 80%. Dạ. Tức là nó không còn đông nhất và không tê chân nữa. Dạ. Thì nói chung là rất là mừng và cái kết quả thì rất nói chung là chăm sóc một cách nhiệt tình và chỉ bệnh thật là